Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn may mắn trong cuộc sống. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí lại tiếp tục chia sẻ theo yêu cầu của quý vị khán giả. Hôm nay Nhí sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mẹo chiên khoai tây giòn gụm nè, và để được lâu nữa các bạn, cũng như cái cách nhận biết cái khoai tây Đà Lạt cũng như cái khoai tây Trung Quốc nó như thế nào. Để biết được cách của Nhí chia sẻ như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Đây, nguyên liệu hôm nay thì Nhí chuẩn bị 1 kg khoai tây Đà Lạt nè các bạn. Các bạn muốn ăn khoai tây chiên ngon thì điều đầu tiên là các bạn phải chọn loại khoai. Các bạn nên chọn cái loại khoai Đà Lạt này nè. Cái đặc tính của cái củ khoai Đà Lạt này, nó rất là nhiều bột, ít nước và độ béo nó cũng rất là cao. Khi chúng ta chiên thì nó sẽ thơm hơn và nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Để làm ra một dĩa khoai tây chiên giòn lâu thì các bạn phải trải qua 3 giai đoạn. Để biết được ba cái giai đoạn đó như thế nào thì trước tiên Nhí sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cái cách phân biệt giữa cái khoai tây Trung Quốc với cái khoai tây Đà Lạt. Đây các bạn, hiện tại Nhí có 2 loại khoai. Đây là cái loại khoai của Trung Quốc thì cái màu nó vàng, và khoai tây Đà Lạt thì cái màu nó hồng đỏ nha các bạn. Đây các bạn nhìn hai màu rất là rõ rệt. Các bạn có thể nhận biết qua màu sắc để chọn cái loại khoai cho nó ngon nha các bạn. Còn về đặc tính của 2 loại khoai này, thứ nhất là khoai tây Trung Quốc thì nó ít bột và nó rất là nhiều nước. Còn khoai tây Đà Lạt thì nó rất là nhiều bột và ít nước. Nên để lựa chọn chiên hoặc nấu thì các bạn nên chọn khoai tây Đà Lạt, nó sẽ ngon hơn và đảm bảo cho sức khỏe nha các bạn. Cái giai đoạn 1 là giai đoạn chọn khoai, còn cái giai đoạn thứ 2 là cái giai đoạn mà chúng ta để xử lý khoai đó các bạn. Thì trước tiên Nhí sẽ đi bào cái khoai này nè, và Nhí ngâm trong một cái thau nước có một ít muối để cho cái khoai tây nó được trắng hơn, nó không bị đen nữa các bạn. Đây thì Nhí sẽ bào hết cái khoai tây này các bạn. Còn cái củ khoai tây nào mà các bạn thấy nó có những cái lỗ lõm chõm á thì các bạn nên dùng một cái con dao Thái Lan như thế này nè. Và Nhí sẽ cầm một cái mũi dao cho nó lòi ra, và Nhí sẽ đâm vào và Nhí dùng cái tay xay cái củ khoai tây là chúng ta sẽ lấy ra được cái phần lõm đó nghe các bạn. Đây, sau khi Nhí bào hết cái khoai các bạn thì Nhí sẽ đi cắt khoai. Để cho cái khoai tây nó đẹp thì Nhí sẽ sử dụng một con dao cắt cà gót nè các bạn. Thì cái khoai này thì Nhí sẽ sắc theo hình que nha các bạn. Và các bạn muốn làm khoai tây chiên thì các bạn chọn cái loại khoai nó to to. Khi các bạn cắt thì cái sợi khoai nó sẽ dài và nó sẽ đẹp hơn. Đây, Nhí sẽ cắt que que hình ngón tay nè các bạn. Khoai tây thì Nhí đã cắt xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ Nhí sẽ đi chuẩn bị một cái chảo nước để Nhí xử lý nha các bạn. Đây, Nhí chuẩn bị một cái chảo nước. Nhí cho vào đây một muỗng cà phê muối với lại nửa muỗng cà phê bột nghệ để mình luộc cái khoai cho cái màu sắc nó đẹp hơn đó các bạn. Bây giờ Nhí sẽ quậy lên cho cái phần nước này nó sôi nè. Sau khi cái phần nước sôi thì Nhí sẽ cho khoai vào luộc. Nhí sẽ luộc cái khoai này trong vòng 3 phút tính từ lúc mà mình cho khoai vào chảo nha các bạn. Khi mà nước sôi thì Nhí sẽ dùng một cái đôi đũa, Nhí đảo đều để cho cái khoai tây này nó chín đều đó các bạn. Thì câu hỏi đặt ra 3 phút luộc khoai này có chín hay không thì xin thưa là không nha các bạn. Cái khoai này nó chín tầm khoảng 70-80% thôi. Thì bây giờ Nhí sẽ tắt lửa và Nhí sẽ đổ ra một cái gỗ nè cho nó ráo nước nha các bạn. Và Nhí sẽ xả nước qua cho cái khoai này nó nguội lại. Đây các bạn, bây giờ cái sợi khoai các bạn thấy không, cái màu vàng ôm luôn, rất là đẹp. Thì bây giờ Nhí sẽ chờ cái khoai này cho nó ráo nước, sau đó Nhí sẽ cho vào một cái thau nè các bạn. Thì bây giờ Nhí sẽ đi pha bột. Nhí cho vào chén là một muỗng cà phê lớn bột mì gia dụng nè, 2 muỗng cà phê lớn bột năng. Bây giờ thì Nhí sẽ dùng cây muỗng Nhí quậy đều lên. Đây các bạn nhớ quậy cho hai cái loại bột này nó đều hết nha các bạn.
Đây, sau khi nhí quậy hai cái loại bột này đều thì nhí sẽ cho vào cái khoai này nha các bạn. Bạn nào mà muốn kinh doanh khoai tây chiên, nhất định bạn phải xem hết clip này và cho nhí xin một lượt chia sẻ. Bây giờ thì nhí sẽ cho bột vào khoai tây chiên nè các bạn, và nhí sẽ trộn đều lên. Và các bạn lưu ý nha, các bạn phải để cho cái khoai tây chiên này nó thiệt là gáo nước nha các bạn, sau đó các bạn mới cho vào bột nha. Các bạn không để cái khoai mà còn nước không các bạn cho bột vào thì đôi lúc cái bột nó sẽ dính chỗ nhiều chỗ ít. Khi mình chiên khoai tây chiên lên thì chắc chắn cái sợi khoai nó sẽ không ngon nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái sợi khoai nó khô khi mình lắc bột quá thì cái bột nó rất là đều cái sợi khoai. Nhí cho dầu vào chảo, và để cho cái sợi khoai nó ngon thì nhí sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê nhỏ muối. Đây là một cái bí quyết để giúp cho cái sợi khoai nó ngon và nó đậm đà. Thì nhí sẽ đợi dầu sôi và nhí sẽ cho khoai vào. Và lúc này thì nhí không có đụng tới sợi khoai nha các bạn. Và nhí sẽ chiên cái khoai này khoảng 30 giây đến 40 giây, sau đó nhí mới chở. Đây, bây giờ thì nhí sẽ dùng đũa, nhí sẽ chở cái sợi khoai. Lúc đầu mà mình cho khoai vào đó mà mình dùng đũa mình sơ luôn, mình chở luôn á, thì cái bột nó sẽ tuột ra. Khi các bạn chiên khoai lên thì cái sợi khoai nó sẽ không được giòn và không ngon. Cái mẹo để chiên cái khoai tây này nó giòn lâu thì nhí sẽ chiên cái khoai tây này hai lần. Nhí chiên cái khoai tây này khoảng từ 3 đến 4 phút. Khi thấy cái sợi khoai nó săn lại, nó gáo gáo như thế này là các bạn, thì nhí sẽ vớt khoai ra. Đây, và nhí sẽ để cái khoai này nghỉ khoảng 5 đến 10 phút. Và sau khoảng 5 đến 10 phút thì nhí sẽ chiên lại nha các bạn. Nhí chiên lần 2. Thì cái lần này là lần quyết định để cái sợi khoai mình nó sẽ giòn. Và cái cách chiên như thế này chắc chắn cái sợi khoai nó sẽ ngon. Khi các bạn ăn cái sợi khoai thì nó có vị mặn mặn đậm đà của muối và nó rất là giòn luôn các bạn. Bây giờ thì nhí sẽ chiên cái khoai tây này cho nó vàng giòn và nhí sẽ vớt ra nữa thôi. Thì trong quá trình chiên thì các bạn nên chuẩn bị một cái gỗ khăn giấy để lót cho nó thấm dầu nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái khoai tây nó màu vàng rất là đẹp luôn các bạn. Thì bây giờ nhí sẽ vớt khoai tây ra nè. Đây các bạn nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ nhí sẽ cho vào cái thau, các bạn nghe không, cái độ giòn của nó quá trời đã luôn các bạn. Nếu các bạn thấy video nhí hay hữu ích, hãy để lại cho nhí xin một like, cũng như giúp nhí share những cái thông tin để cho bạn bè người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ nhí nha các bạn, để nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn, nhìn rất là ngon luôn các bạn ơi. Và bây giờ thì nhí sẽ ăn kèm với tương ớt, tương cà. Và bây giờ thì nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với nhí xem cái khoai tây này nó giòn như thế nào nha các bạn. Đây các bạn nghe không, nghe đã luôn các bạn ơi, rất là giòn luôn. Và cái cách chiên như thế này thì nó giòn rất là lâu các bạn. Đây, bây giờ nhí sẽ chấm tương cà và mời tất cả các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi, rất là giòn và rất là ngon luôn các bạn. Đặc biệt cái sợi khoai nó rất là đậm đà, nó có vị mặn mặn rất là ngon các bạn. Đây, nhí ăn thêm một miếng nữa các bạn ơi, rất là ngon luôn các bạn. Nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái mẹo chiên khoai tây giòn lâu thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn mới, món ăn ngon để thay đổi khẩu vị thực đơn hàng ngày. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả cô